lấy xong cho mà đòn nữa khai cái bông chân nắng mình đòn Ba. khai cái bông chân nắng cứ tha Dạ mạch cứ chia được đời bật đi sát đồ bà rá ba. cứ đời bật đi sát cứ ban này thì tục ở cả ao trây từng ốc bông cồn Ba. và đâm bay ở tục ở trây từng thôm sầm rạp ở tục ở chia cắt score được chia bờ rót tới đi sát Ba. đâm bay vô mà thôi mà hồ mà hà tư Ba. phần tai mùi dạ đi ở khnông đời bật đi sát nắng cứ nơi khnông khum tiêm cao sọc chul gari khai cái bông chân nắng cứ cái ban khơi cầm chuôi nên Ba. sạt câu tay tôi tui Ba. và đặt hôm quạt vô từng tàu Ai dồi và mơ đòi bảo xa phong. ở miền nhà thô sẽ mặt cái kẹp bón Ba. phương cả bằng cạp thì chẳng hỏi Ý ban lộn chưa cha. bỏ rót quạt ri ca mà thác quạt bùi bảo này Ba. bùi đợi bên để xa rồi ấy bật đòi ở cái đặt uôn sẽ bay mông tôi tui chân Ba ba. Ba. quạt vô tích bà vừa đi cứ vô tới ở vô thứ ấy tí để khác cái ai vô từ ao phương chỉ chùm này trầy vinh Bạn và em khuyên ca cả lón tới dừng cho tới đối ngặt nghiêm này ta dừng cho ca cả lón ban từ chụp thạc khai từ chụp tới tam prom đan của vùng thông hay vùng nâng thông vùng hay chức nâng năng vùng chức năng bà bà nhưng dừng mà na tiếp bà xong chơi bà bà anh chẳng kia sản phẩm phô xong ai lô áp bà sọc chua gà rí nâng mình trây rồi bà chua là phô được bọn nút mê ta nôm khá bọc kra phô gặp ai bắt đầu là mơ thằng ốc chết thật cát miên lan bà hay chỉ bà xét khi lục xong xả rươn nghe chẳng cắt rồi bà biên chức cao mê ta mơ bà mê ta mơ mà tên bố thai lên đi miền crom nhận đi sát là mới sắp chia ra này bạn đã vô bay mông từ hôm port đang bay chạm vô con trai tụi tụi đấng vô từ lụa bà hay vô lụa cứ thả bóng plan chia ra này bà bởi vì tụi trai à, tụi tụi nó thông cứ việc chấm đánh chia ra này bàn tay crom muốn quạt ở miền cận chẳng tế quạt cận thả phơi dạng ná chạm con trai nó bán vô từ lụa bà đã bay phơi chỉ nuôi trai được vinh bởi từ chấm đánh trai được vinh chẳng hỏi xong ao lục áp bị bạc hẹt rồi có bật thiên chùa là phó khát và cập bông sáng nắng mê ta cho tôi bằng rừng nơi đầm bọn không biếm cáo và sọc chùa gửi phong rùa ở bà chìa bà rốt quạt bà rõm khả năng bàn tên hai ở vây đài sầm khá nốt cứ nước nông bên ní cập bông ta bắt nề sạt rừng ấy như mình đòi ai cổng chú mùi được ổn nốt đặt sẽ bay mông tạm bởi chật cả đời này đã cát miên đặt sẽ bay mông đi hỏi bà chìa bà rốt rì côn thà bà ở nhà thờ sẽ mặt cách bẹp bọn mình miên cả bao phương khiêu tế bụi quạt mình ai vừa vậy cả lời bà trong này hai bàn kia đi con tha và hai chế độ ai mình phó bởi cháu vì công chung môn nê sát có sự bạc cả nụ bà hay tu tu thiên âm sân khâm tha lúc áp bạc hẹt có đôi chế lô bật thiên mình tì cho là phó hẹt nâng mê ta rùm khá nìa thôi dạng nà bằng crap ở bà chập đó sẽ bay mông chanh bà đã bay ao chả ra cho con trai được bạn thông thoát bà mình chẳng thể hân hào hào bà pro chứ năm nay đôi chị ẩm nói phó sản để bà sản tức là tức là ông bà tức là ông chẳng ở dương bằng ở cả ở trai ban căn được bà chuyện tôi tập lúc cái đi lại bà chẳng bà phần sân bà bình đại ở mũi chạm cho con trai cứ hân hào cho bà ở mình trai thông nhắm thế bà chẳng phần sân bà ở lộ một grab nâng ban cái thằng ở lộ mình cho bẹp con được bọn là mơ chỉ mồi kì bà bàn tay bởi lộ ở một grab thế bà này thằng lộ bạc lương khiếu bà ao cầm chim muỗi ăn hôi bà bà khởi ao lô mình trai nể sát nâng khởi mau mơ cà pê thôn trai mình ao mau ao kia rosi ruột ta ti tăng cái hai chân nâu mấy cái nhom bà mà đông mà đông cái đi mà mới nó bà đòn chăng lô lô cất giang mách cho mắt chốn lô bầm ra rìa lô mau coi lơ cả ấy nâng coi bơ ớt miên mơ nè mơ bao bồn khó đã à cái này mau nước pe nước kia áo này xa thưa ấy tê vía cặp bông tai miên tây bồn à lấy của à mau nó xong bây à thấy bà bắn chương thuốc cô ớt hối tai này mơ bao bồn mà ui khu hai pe trong ban lui khu ớt cất pho bị cháy ruộng sao bà ta bật tới chụp bạc chưa là pho miên chai bắt đầu tiền tuôn luôn bà vì hạ bây đôi chỉ tiếp bẩm phát bên nhau bà chẳng cua na ta đợi bắt để sát bà miên chui na đạn chẳng ạ bà chắc ban trời mui con chị bay đã tố hơn na bữa giờ phần đấy còn mui con bay đã bàn trăng tôi tha bà mình bà dưới phơi slow pe cứ tha không chui nơi tập cơn chẳng bà ở ban cất bị phơi rồi bà po chỉ rùm thế bà quạt cất thời gian na anh po ở ban vô từ lụa con thấy nó vô lôi đạp tay cứ chọc cho ngài na ở AC cho ngài na ngóp bệnh ngóp tay bà đây cúp xong nên mình tray bao dương spực spun tiết bà cứ đứng ở chỗ đại châu chương tiết chọc tầm mỏng bà chọc bà nâng hai lý hân hỏi đôi nơi phúc phí xa chư
រឿងអីលបីរាប់សិបឆ្នាំបាទប៉ុន្តែនៅតែមានគេដឹកឈើដដែលនៅតែមានការចរចាដដែលនៅតែមានអុកញ៉ាមួយចំនួននឹងក៏ខ្លួនដដែលបាទអត់មិនគាត់ធ្វើការរបៀបមិនខ្ញុំអត់យល់អញ្ចឹងសហការីយើងអ្នកសារព័ត៌មានចាំតែឃើញថតផ្សាយបាទហើយយើងមានជាសមត្ថកិច្ចណាត្រូវហើយបើសមត្ថកិច្ចគេមិនធ្វើការផងហ្នឹងយើងបានតែធ្វើផ្សាយយើងទួនទីយើងតែផ្សាយតាយើងជាកញ្ចក់តាគាត់ផ្សាយឲ្យគេដឹងទៅហើយមានអ្នកខ្លះគេចង់បិទបាំងចង់ប្តឹងទៅហើយដូចការកន្លងទៅនៅរដ្ឋាភិបាលទៅចាប់គ្នាទៅធ្វើនទៀកទៅហៅគ្នាផឹកកាហ្វេទៅចាប់គ្នាទាំងអ្នកខ្លះអត់ដឹងរឿងផងទៅចាប់គ្នាដែរបាទហួសហេតុពេកឥឡូវមកដល់រឿងនេះនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទអញ្ចឹងកំពង់ឆ្នាំងឲ្យកំពង់ឆ្នាំងសបោត្រីជាងគេមិនយ៉ាងល្បីហ៎បាទឥឡូវឲ្យទៅមើលកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យទៅមើលយកទៅឲ្យហិនហោចវាហួសហេតុពេកចាំមើលស្អែកខាងស្អែកចុះទៅបណ្ដោយអូកើតពេកមែនតាលោករាតាមពិតយើងអ្នកទូទស្សន៍ជាងគួរទៅចុះទៅបាទដើម្បីបើមិនបានស្អីឲ្យផ្អើលដែរបាទបាទឲ្យហួសហេតុពេកគាត់ភ្ញាក់តិកតិចបើមិនចឹងគាត់នៅស្ពឹកសពុននៅស្ពឹកសពុននឹងត្រូវដោដោមកក្នុងអាណត្តិទី6នេះនិយាយត្រង់មកបាទព្រោះជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយព្រោះសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ហើយប្រាប់ថាអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិដែលធ្វើការធ្ងន់ទ្វេដងបាទបាទអញ្ចឹងមិនចាប់បាច់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលទេគឺថាត្រៀមបង្កើតទៅក៏សមត្ថកិច្ចទាំងអស់អាជ្ញាធរទាំងអស់មន្ត្រីទាំងអស់ទៅចុះមូលដ្ឋានបាទបាទហើយឥឡូវជាក់ស្ដែងកំពុងតែមានគ្រោះទឹកចំនួនតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីដែលចុះទៅនឹងសិតតែមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនបាទរីឯក្រុមប្រឆាំងអា9-10បកទៀតដូចអត់ឃើញចុះសោះអត់ឃើញសោះបាទឃើញចុះជួយប្រជាជនចាស់អរិយចង់បានស្លឹកឆ្នោតអរិយមានអ្នកខ្លះប្រឆាំងមានអ្នកខ្លះអត់ទេបាទបាទប្រឆាំងដូចមានប្រមាណណាទេអ្នកដែលចូលប្រកួតនឹងបានគេថាចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ឥឡូវប្រជាជនកំពុងលេចទឹកឲ្យមានឃើញគណៈបកទាំង19អត់ឃើញអត់ឃើញគណៈបកប្រជាជនមួយបាទបាទចោះទៅជួយបាទហើយឃើញឃើញទៅធានអឹមឥឡូវធានអឹមប្រមូលលុយបានប្រមាណលាននេះបាទបាទបានច្រើនណាស់ធានអឹមក៏មានយុទ្ធនាការជួយចែករំលែកទៅដល់ជនក្រីក្រនិងជួបគ្រោះទូផឹកទាំងដែរបាទបាទអញ្ចឹងធានអឹមក៏មានការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមបាទបានជួយជាថវិកាក៏បានជួយជាកំណត់ជួយធ្វើជាកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាកន្លែងនេះមិនពុករលួយកន្លែងនោះពុករលួយបាទកន្លែងនេះអសកម្មកន្លែងនោះមិនអសកម្មបាទបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺទូទាស់មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ